David Silva hành hung phụ nữ. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tiền vệ David Silva phải nộp phạt và bồi thường hơn 1.500 euro sau khi có hành vi đánh một phụ nữ hồi tháng 6. Theo AS, Silva cùng anh trai Fernando và một người khác xảy ra xô xát với nhóm thanh niên lạ mặt tại lễ hội Maspalomas ở Tây Ban Nha hôm ngày 19 tháng 6. Trong cuộc ẩu đà, cựu tiền vệ của Man City có tác động mạnh vào cánh tay của người phụ nữ trong nhóm thanh niên và khiến người này ngã xuống đất. Trong báo cáo từ phía cảnh sát, người phụ nữ này bị sưng tấy ở khuỷu tay trái. Rách ngón thứ hai bàn tay trái, đồng thời có vết rách ở hai đầu gối và nhiều vết bầm ở chân. Không dừng lại ở đó, một người trong nhóm của Silva có hành vi ném đá vào nhóm thanh niên và dùng dao đe dọa một người khác. Fernando, anh trai của Silva, cũng bị buộc tội gây thương tích và bị phạt tiền. Theo AS, nhóm của Silva đã nhận tội trong vụ ra ẩu đà với nhóm thanh niên hôm ngày 19 tháng 6. Tiền vệ người Tây Ban Nha chấp nhận bồi thường số tiền 520 euro cho nạn nhân nữ, đồng thời nộp phạt thêm 1.080 euro. Real Sociedad, đội bóng Silva đang thi đấu, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc trên. AS cho rằng lãnh đạo Sociedad sẽ xử lý nội bộ và có án phạt riêng cho Silva sau hành vi sai trái vừa qua. Silva, 36 tuổi, là một trong những tiền vệ kỳ cựu của bóng đá Tây Ban Nha. Anh có 10 năm thi đấu đỉnh cao trong màu áo Man City ở Premier League và gặt hái nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Silva ít khi dính vào scandal, anh được nhận xét là một cầu thủ tài năng và lành tính. Tháng 8 năm 2020, Silva chia tay Man City để trở lại Tây Ban Nha chơi bóng cho Sociedad. Sau 66 trận ở đội bóng mới, Silva ghi 4 bàn. Tiền vệ này góp công giúp Sociedad giành chức vô địch cúp nhà vua mùa 2019-20.